Trong thời gian vừa qua, chúng tôi luôn ở đây và luôn ở phía sau Vi Đạt. Chúc Vi Đạt luôn luôn hạnh phúc. Ok, cảm ơn. Đâu, không nghe đây để anh xem. Không ghi tên, không ghi tên. Không ghi tên, không ghi tên. Chẳng lộ. Thôi, đây nè. Gửi Vi, chúc Vi luôn xinh đẹp, luôn và luôn là cô gái đầy năng lượng, chúc Vi luôn vui vẻ. Mặc kệ ngoài kia thế nào thì Đạt luôn cạnh Vi và các chị luôn ở phía sau ủng hộ Vi, chúc Vi Đạt hạnh phúc. Anh Nê thân gửi Vi đi à. Vi hiểu không? Không hiểu, nhưng gặp cái này là tiếng Anh nhá. Tiếng Anh thì ai mà đọc được? Nghĩa là người ta chúc là Vi luôn à always beautiful and sức khỏe strong, sức khỏe em biết sức khỏe đấy đúng happy vui vẻ không quan tâm nasi đấy quan tâm không quan tâm quan tâm luôn quan tâm Vi mặc em quan tâm support Vi là đã đọc cho em support Vi là đấy chúc Vi đạt luôn là hạnh phúc hạnh phúc là happy happy à đúng 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 nè bọn mình đưa đây gửi Vi chúc Vi luôn xinh đẹp luôn là cô gái đầy năng lượng và chúc Vi luôn vui vẻ đây gì đọc em nói English mặc kệ ngoài kia thế nào thì đã còn hơn cạnh Vi và các chị luôn ủng hộ Vi đạt muốn hạnh phúc và rồi tiếng chiều hôm nay chị Vi Đế gửi anh gửi anh Tâm gửi Vi chúc Vi luôn xinh đẹp Vi nói gửi Vi chúc Vi luôn xinh đẹp đẹp ok đẹp